và viện tài nguyên và môi trường biển và cá nhân đăng ký là tiến sĩ Lê Xuân Sinh thì được là 90 điểm trên 100. Thì đấy là kết quả. Như vậy căn cứ theo cái yêu cầu của khoa nghệ là từ 70 điểm trở lên mới đạt. Như vậy là kiến nghị của hội đồng, kiến nghị với bộ khoa học công nghệ là được chọn viện tài nguyên môi trường và cá nhân là tiến sĩ Lê Xuân Sinh là chủ trì đề tài. Thì xin có kết quả như vậy. Chúc mừng với nhóm